Xin chào ba mẹ, hôm nay chúng ta hãy cùng unbox em máy tiệt trùng sấy khô UV KidsPlaza này nha. Vỏ ngoài em máy thì được làm từ nhựa PP siêu an toàn cao cấp, chống va đập và chịu nhiệt cực tốt luôn. Bóng đèn UV Philips siêu xịn giúp tiệt trùng, sấy khô và khử khuẩn lên đến 99,99%. Mặt trong được làm từ thép không gỉ cao cấp và đạt chuẩn y tế. Và một chiếc máy nhỏ gọn này thì có 4 chế độ. Chế độ đầu tiên đó là sấy khô và tiệt trùng. Chế độ thứ hai là tiệt trùng UV. Chế độ thứ ba là sấy khô và cuối cùng là bảo quản vô trùng 72 tiếng. Ở chế độ đầu tiên auto, thời lượng của chế độ này là 50 phút. Ở 40 phút đầu thì máy sẽ sấy khô đồ vật, còn 10 phút cuối là kết hợp vừa sấy khô và tiệt trùng luôn. Lòng máy thì siêu rộng, mẹ có thể tiệt trùng nhiều đồ dùng cùng một lúc. Chức năng thứ hai đó chính là khử trùng bằng tia UV. Và đây là phương pháp hiện đại được áp dụng nhiều trong y khoa, giúp tiêu diệt tất cả vi sinh gây hại và sẽ có hai mức là 10 và 15 phút tiệt trùng. Ở chế độ này thì mẹ có thể tiệt trùng cả điện thoại, các thiết bị điện tử và mỹ phẩm. Nhưng mẹ lưu ý nha, các thiết bị điện tử thì mình chỉ tiệt trùng thôi mà không sấy khô, vì nếu sấy khô thì có thể làm hỏng các vi mạch. Chế độ tiếp theo đó chính là sấy khô, thì có 3 mức là 40, 50 và 60 phút. Chế độ này thì mẹ có thể sấy khô quần áo cho em bé, ngoài ra còn hạn chế bám mùi khó chịu, vi khuẩn xâm nhập. Và cuối cùng đó là chế độ bảo quản và vô trùng 72 giờ. Sau khi hoàn tất tất cả quá trình sấy khô, tiệt trùng UV thì máy có thể bảo quản vô trùng, bình sữa và các đồ vật trong vòng 72 giờ, chỉ cần mẹ để nguyên đồ vật và không mở cửa máy. Máy có chức năng cảm biến báo lỗi khi cửa chưa đóng kín, và khi mẹ đóng kín máy lại thì máy sẽ hoạt động tiếp mà không cần cài đặt lại chế độ. Một em máy vừa xinh vừa tiện lợi nhỏ gọn như thế này thì còn chần chừ gì nữa mà không đến KidsPlaza mua ngay thôi ba mẹ.